Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Dần và cách cải vận. Tuổi Dần rất là mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân tự do nghỉ ngơi hoặc là hưởng thụ khi chưa có địa vị và quyền lực trong tay. Người tuổi Dần kiên định sẽ dễ dàng thành công. Tuổi Dần mạnh mẽ, nóng tính và quân tử. Quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Dần, tháng có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm cực đoan cố chấp quân tử cao. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi, giỏi ứng biến theo hoàn cảnh. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế tốt. Tuổi Dần nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can canh hoặc tân là có mật mã quý nhân, cả đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can bính là có sao Hồng Diễm, tình dục vượng và có thể gian nan chuyện tình duyên. Có xuất hiện các con giáp Mão và Thìn trong lá số là rất là dư mộc. Có xuất hiện các con giáp Ngọ Tuất trong lá số là cực kỳ dư hỏa. Làm sao để thay đổi vận trình tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống hoặc là nơi làm việc. Trong ngôi nhà nên có không khí và ánh sáng trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng thuật số mệnh khuyết hay còn gọi là mệnh thiếu. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, nếu xét năm hoặc tháng, nêu một phần tính cách. Xét thêm mệnh ngày sinh, nêu một phần tính cách khác. Video này giới thiệu con giáp Dần hoặc người sinh tháng Dần, tầm 4 tháng 2 cho đến 5 tháng 3 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch việc, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phong thủy khải toàn.com mục tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện những điều thú vị của bản thân. Phần sau video sẽ trình bày thêm về tuổi Dần và các tháng sinh. Người tuổi Dần đôi lúc rất là cố chấp nóng nảy, việc gì họ làm chưa xong không chịu ngưng nghỉ. Khi làm việc họ không câu nệ, song chủ yếu ưa thích những việc lớn. Nữ tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ và lôi cuốn. Cô nàng tuổi Dần luôn là người nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Họ thường xinh đẹp. Phụ nữ tuổi Dần rất là thông minh tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một người phụ nữ bình thường. Ngược lại, họ luôn phấn đấu xây dựng cho sự nghiệp, địa vị cho riêng mình. Người tuổi Dần là một trong tứ trường sinh, có khả năng uyển chuyển theo thời thế rất là cao. Họ có trí nhớ rất là tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được những thông tin, kiến thức ở bất kỳ nơi nào. Họ phân tích vấn đề rất là tốt, rất là khoa học. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Về tình duyên, tình cảm người tuổi Dần thường gian nan trắc trở. Người tuổi Dần có tình cảm rất là phong phú và nhạy cảm. Họ là những người bạn tình đầy nhiệt thành, song khó là người bạn đời lý tưởng vì tính cách khá là nóng nảy. Nhất là trong lá số xuất hiện thêm các chữ Dần, Ngọ, Tý, Dậu, Mão. Thông thường các phụ nữ tuổi Dần có cá tính vô cùng mạnh. Họ mạnh dạn chủ động đi tìm người yêu lý tưởng riêng cho mình. Các bà chủ tuổi Dần trong gia đình thường là những người đảm đang công việc rất là tốt, thích cuộc sống gia đình lãng mạn, song mong được các ông chồng chiều chuộng đối xử lãng mạn như người yêu. Vì cá tính mạnh mẽ này nên cô nàng tuổi Dần có thể trở nên gia trưởng. Họ không bao giờ thổ lộ điều thích thú của mình với người khác, do đó dễ tạo ra sự ngăn cách, không thỏa mãn và vì thế dẫn tới sự lũng củng, mâu thuẫn hoặc là tan vỡ trong gia đạo. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Dần hợp với Ngọ Tuất hoặc là Mão Thìn, hoặc là lục hợp với Hợi. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng. Từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh là cơ sở để xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành của lá số thiếu, dùng để cân bằng lại lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Dần sinh mùa đông vào các tháng Hợi, Tý, Sửu, mùa lạnh thường dư thủy nên lấy hỏa làm dụng thần. Cần hỏa nên biết màu đỏ, tím, vàng sậm, cam, hồng là hỏa. Trang sức các loại đá vân đỏ hoặc xanh lá cây là hỏa. Thạch anh tóc đỏ cũng là hỏa. Về động vật, nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc, ngựa cũng là hỏa,
Khi ăn uống, ăn lẩu, ăn đồ nướng, thịt dê, thịt bò, sô-cô-la đều là hỏa. Trên cơ thể, phần đầu mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp, tivi, lò vi ba, máy vi tính là các thiết bị nhiều hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa cũng đại diện cho hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, điện tử, máy vi tính, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử, nghề đầu bếp, chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, các ngành nghề liên quan đến thể thao, các studio đều là thuộc hỏa. Tuổi Dần sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, mùa xuân mộc vượng, thường kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Dần sinh tháng Dần Mão, mộc quá vượng là người quân tử, dễ bị gạt. Cần kim nên biết màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc, đồng hồ tự động rất là nhiều kim, càng đắt tiền càng tốt, ví dụ Rolex, Hublot, kim cương, thạch anh tóc vàng đều là kim. Về động vật, gà, khỉ là kim. Khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn thịt gà, ăn thạch là kim. Tổ yến cũng nhiều kim. Đối với cơ thể, ba việc nhỏ khi thức dậy: đồng hồ báo thức nên hình tròn màu vàng, ra khỏi giường hướng về hướng tây bắc hoặc là hướng tây, cạo râu nên cạo bằng dao cạo và cắt lông mũi. Đồ vật trong nhà, két sắt, tủ lạnh, máy lạnh đều là kim, gương cũng là kim. Trong nhà treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ đại diện cho kim. Các ngành nghề thuộc kim: tài chính, kế toán, kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, làm giám sát, máy móc, quản lý, ngành võ, cửa hàng vàng bạc, ngành công nghệ, sản xuất phần cứng máy vi tính, kỹ thuật cơ khí, kinh doanh vật liệu kim khí, khai thác lâm sản, nghề cơ khí, cơ điện, sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, trò chơi điện tử hoặc là bác sĩ phẫu thuật đều là kim. Tuổi Dần sinh mùa hè vào tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Dần sinh tại tháng Ngọ, cực kỳ nhiều hỏa, tính khí nóng nảy. Cần thủy nên biết: màu xanh dương, màu đen là thủy, trang sức vàng bạc đá quý màu đen màu xanh dương, kim cương thạch anh tóc đen. Động vật: cá, chuột, rồng, Mickey, dơi, Batman đại diện cho thủy. Với ăn uống, các loại cá và tất cả các loại sinh vật biển, thủy hải sản đều là thủy. Tổ yến mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng, uống bia lạnh, uống trà đá, sữa chua cũng là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát vì là kỵ hỏa, tránh ánh nắng của mặt trời. Ngành nghề thuộc thủy: spa, thẩm mỹ, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, nghề quảng cáo, văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi Dần sinh mùa thu vào tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Dần sinh tháng Dậu, cố chấp cao độ. Cần mộc nên biết: màu xanh lá là mộc, trang sức các loại đá quý màu xanh lá, vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Động vật: thỏ, hổ, mèo, mèo Kitty, Doraemon đều là mộc. Ăn uống: thích hợp ăn chay, ăn rau xanh là mộc. Trên cơ thể: râu, lông, tóc, móng là mộc. Đồ vật trong nhà: kệ sách, ban công có cây cối, bàn làm việc nên có cây nhỏ, giường và các loại đồ dùng nên bằng gỗ, đội nón là nạp mộc. Ngành nghề thuộc mộc: làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành gỗ giấy, kinh doanh các mặt hàng gỗ giấy, hoa cây cảnh, chế tạo thảo dược, làm phim hoạt hình, hoạt động từ thiện, vật tư văn phòng, vật phẩm tế lễ, quần áo, ngành xuất bản in ấn, công ty phát hành sách đều là thuộc mộc. Tuổi Dần sinh tháng Thìn, Tuất, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Vài mật mã liên quan tuổi Dần: hoa cái tại Tuất, sinh năm Dần, lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ Tuất là có sao hoa cái, đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, giàu tài hoa và tài năng nghệ thuật, thích triết học và tôn giáo,
Nam có chu kỳ này tượng trưng cho uy quyền, nữ có chu kỳ này tượng trưng cho mạnh mẽ, có thể dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại thân, sinh năm Dần, trong lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ thân là có sao dịch mã. Mã là tượng trưng cho thay đổi, biến động, di chuyển, đi xa, du lịch, thay đổi chỗ ở hoặc là xuất ngoại. Nữ có nhiều dịch mã thì tâm bất an. Hàm trì tại Mão, sinh năm Dần, trong tháng ngày giờ sinh có chữ Mão là có sao hàm trì. Hàm trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống. Nếu bát tự có hàm trì là dụng thần, biểu thị cho người này có nhu cầu tình dục cao. Nếu hàm trì là kỵ thần, đại diện cho giảm ham muốn và không hứng thú với tình dục. Đào hoa có ý nghĩa khá là rộng, ví dụ nhiều người để ý tướng mạo tốt, thông minh, lãng mạn, có cơ duyên gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Sinh năm Dần, kỵ nhà ở hướng tỵ 142 cho đến 158 độ đông nam, sẽ phạm phải vong thần, một mật mã của thị phi. Sinh năm Dần, gặp năm tháng ngày giờ hoặc vận có chữ Sửu là có sao Hồng Loan, là chu kỳ kết hôn hoặc đang có tình yêu. Nếu năm tháng ngày gặp chữ Mùi là có sao Thiên Hỷ. Nếu mà dụng thần là vui, kỵ thần là chuyện buồn. Phàm là con người không nên mưu cầu nhiều về số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm thái lạc quan, sống ôn hòa, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.